Chào đón quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp được cập nhật trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin được kính chúc quý cô bác và anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong cuộc sống thì cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, nếu như không thể giàu có sung túc như bao người thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Có những người từ nhỏ cho đến lớn thì luôn gặp nhiều khó khăn, dù họ có cố gắng cách mấy thì cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên thì tử vi học có nói, nỗi khổ tận cam lai thì con người không ai, giàu ba họ cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định. Trong năm Canh Tý 2020 này, có nhiều con giáp sẽ gặp phải những điều xui xẻo đen đủi, đặc biệt là cuối tháng 5 năm 2020 âm lịch. Ba mệnh chủ dưới đây sẽ gặp phải xui xẻo và đen đủi nhất vào những điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ, giúp cho các bạn sẽ nắm được vận trình vào những ngày cuối tháng 5 âm lịch của mình. Và chúng ta sẽ cần phải biết được những rủi ro cần tránh, giảm thiểu tối đa những rủi ro trong thời gian này. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tuổi Tý, tháng 5 âm lịch này, tử vi của tuổi Tý báo hiệu sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp của con giáp này. Tổng thể thì vận trình vào tháng 5 âm lịch càng ngày càng xuống dốc. Tý dương thủy gặp quý âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là tinh hòa với bản mệnh. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì các gia chủ tuổi Tý cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra thì cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn đến bạo bệnh. Về sự nghiệp của tuổi Tý, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay là người đưa ra quyết sách thì cần suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy dâng ra từ trước. Hành động bốc đồng, thiếu sự cẩn trọng dẫn đến hậu quả khôn lường, không chỉ lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Trong tháng 5 âm, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Con giáp này dễ mắc sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ có một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, tuổi Tý khó mà có được những điều mình mong muốn, cả tình duyên, tài lộc đều đang phải trải qua giai đoạn khá là khó khăn. Con giáp này có thể sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người thân của mình, đó là còn chưa kể đến việc bạn dễ nóng nảy khiến cho những xung đột với người ngoài chẳng hề ít, các mối quan hệ ngoại giao không được tốt lắm. Điềm báo tử vi cũng cho thấy những chú chuột gặp phải họa đại hao nên tiền bạc trong túi cứ thế không cánh mà bay. Nhất là khi con giáp này chẳng hề có tư tưởng tiết kiệm đề phòng cho tương lai mà kiếm được đồng nào sao ngay đồng ấy. Không phải bản mệnh không kiếm được tiền, bởi trong tháng lâm cục đế vượng thì chuyện làm ăn buôn bán hay công việc cũng đều tiến triển tốt, tiền về tay không ít, chỉ là con giáp này tiêu xài hoang phí quá mức mà thôi. Đặc biệt, trong 10 ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý vào ngày âm lịch 24 tháng 5, tức 14 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Tý 1972 và Giáp Tý 1984. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đồng ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tý không nên tiến hành công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Và để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Về tài lộc của tuổi Tý, trong
những ngày cuối tháng 5 này, tuổi Tý bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền có phần bê trễ, công việc tiến triển không được tốt, điều đó càng khó để con giáp này tăng thêm thu nhập của mình. Tử vi đường tài lộc của tuổi Tý cho thấy trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này thì không được tốt cho lắm. Không phải không kiếm được tiền, bản mệnh còn kiếm được rất nhiều tiền, song lại chẳng giữ được tiền trong tay. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như là kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy thận trọng trong công sức của mình, dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần thiết đến nó hay không. Trong tháng thì có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tý nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi lại ra đi, có kiếm được nhiều thì cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để con đường tài lộc thuận lợi càng thêm thuận lợi, quý gia chủ hãy mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Tuổi Tuất. Tử vi của tuổi Tuất trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Lĩnh vực tình cảm của tuổi này thì có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự nghiệp lại khá là bình bình. Nhâm dương thủy gặp tuất dương thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc, đại diện cho mọi việc không thuận lợi. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, đối với các gia chủ tuổi tuất sẽ có những khó khăn trong cuộc sống và công việc học hành của mình. Điểm nổi bật trong tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch đó là tuổi Tuất chính là sự nghiệp thăng tiến không ngừng, đạt được nhiều thành tựu đáng kể sau thời gian khó khăn liên tiếp. Bước qua tháng này thì con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuất tăng tiến không ngừng khi mà nguyệt lệnh lâm đất quan đới. Con giáp này biết cách phát huy năng lực của mình, không phí hoài cơ hội đang đến. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều may mắn hơn, thực chất là do bản mệnh có sự căn cơ tính toán, nhìn xa trông rộng nên thu được tiền về tay, có phần nhanh chóng hơn người khác. Có điều, bạch hổ hung tinh nhập mệnh cho thấy con giáp này có thể gặp vài rắc rối về sức khỏe, cẩn thận bị người khác hãm hại hoặc bản thân gặp tai nạn do thiếu cẩn trọng. Chuyện tình cảm thì có phần thăng trầm bất ổn do con giáp này sống quá cảm xúc. Tuổi Tuất đặt nặng chuyện tình cảm nên có khi không suy nghĩ được tỉnh táo sáng suốt, dẫn đến đi theo con đường sai lầm, thậm chí bị lừa gạt tình cảm. Đặc biệt trong 10 ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý ngày 22 tháng 5 âm lịch, tức 12 tháng 7 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn. Đặc biệt, đại kỵ với mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và mệnh chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tuất không nên tiến hành công việc trọng đại vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về sự nghiệp của tuổi Tuất, trong lĩnh vực sự nghiệp thì tuổi này có thể sẽ tiếp tục với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc là môi trường làm việc mới, có thể cảm thấy lạ lẫm lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, có quan đới trợ mệnh, tuổi Tuất dễ dàng vượt qua khó khăn trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường vươn tới thành công. Con giáp này có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái giao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến cho bạn nản lòng mà còn khiến cho bạn thêm vững tâm tiến bước nữa. Tuy nhiên thì những chú chó cần phải kiểm soát cảm xúc mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào công việc, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để thuận lợi hơn trong sự nghiệp và cuộc sống, quý gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc của gia chủ tuổi Tuất. Vào những ngày cuối tháng 5 âm lịch thì tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên lĩnh vực này khá là hứa hẹn trong tương lai. Tài lộc của tuổi Tuất khởi sắc vào tháng 5 âm lịch này. Tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu.
người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thật sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Tuổi Tuất có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân bạn bè chứ không phải là bản thân mình. Bạn cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện không thể không tiêu pha. Công danh tài lộc điềm báo có nhưng lại bị ngăn cản. Để kích công danh tài lộc, những gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Sử dụng vòng tam hợp dần ngọ Tuất để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Tuổi Sửu. Vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch thì tuổi Sửu sẽ có nhiều tin vui về tình cảm. Song đỏ tình thì đen bạc, bản mệnh có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu. Sửu âm thổ, trong thời gian này sẽ gặp thất sát nên các gia chủ tuổi Sửu cần chú ý về việc học hành công danh nhiều hơn. Do gặp phải thất sát nên tính cách sẽ theo xu hướng bốc đồng, hiếu thắng, làm việc tùy hứng. Tử vi năm 2020 cho thấy bước vào giai đoạn này là thời điểm tuổi Sửu dễ gặp phải nhiều chuyện không được như ý, vận trình khá ảm đạm so với khoảng thời gian khác. Cục diện tương hại cho thấy sự bất ổn trong chính cảm xúc của con giáp này, bản mệnh chưa kiểm soát được tình hình, không thấy tự tin để bày tỏ tình cảm, có thể vì thế mà hụt mất nhiều cơ hội để đi đến tình yêu. Thiên hình hung tinh còn nhắc nhở con giáp này hãy nhớ cần phải làm gì để đạt được mục tiêu, nhất là trong công việc. Sự sao nhãng thiếu tập trung có thể khiến cho bạn phải trả giá đắt khi liên tiếp mắc sai lầm này đến sai lầm khác. Cùng với đó, thất sát chính là chủ về túc sát, tức là nghiêm hình, và có sát khí cảnh báo những chú trâu cần chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, chớ nên suy nghĩ quá nhiều mà suy nhược cơ thể, mất ăn mất ngủ. Trong tháng thì bạn cũng có thể tốn kém một khoản cho chi phí khám chữa bệnh nữa. Đặc biệt là trong 10 ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý ngày âm lịch 25 tháng 5, tức 15 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi. Đây là ngày đại kỵ với mệnh chủ tuổi Quý Sửu 1973 và Ất Sửu 1985. Vào ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đậu ập đến. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Sửu không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Về sự nghiệp của tuổi Sửu, tử vi tuổi Sửu cho thấy 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, xét về vận trình công danh sự nghiệp thì vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Bạn cần phải đều đều những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa thì lại muốn thay đổi nhưng mà còn sợ hãi. Trong tháng 5 âm lịch, có nhiều áp lực sẽ khiến cho tuổi Sửu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, phần nào ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Con giáp này dễ lơ là, thiếu tập trung, có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được. Thiên hình hung tinh báo hiệu những tai họa bạn gặp phải trong thời điểm này nên có nguồn cơn do chính bản mệnh mà ra. Thiếu tinh thần làm việc thì tất nhiên hiệu quả sẽ sụt giảm. Nếu như những chú trâu không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Tuy nhiên thì cũng chớ nên cố gắng sức làm việc quá mức mà cần phải phân bổ thời gian hợp lý, bởi cố làm thêm chỉ càng tăng nguy cơ sai sót về sau. Bản mệnh cần mang bên mình minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó mở rộng công danh, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về tài lộc của tuổi Sửu thì mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng thì khá là lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như là chuyển nhà, mời khách hay xui hơn đó là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương pháp dự phòng cụ thể cho những tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh trái túi. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo, cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều.
tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn thì hiện giờ đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Sửu cần phải đối mặt. Đường tình duyên của những chú trâu trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này khá là ảm đạm. Bản mệnh thực sự cảm thấy hoang mang về bước đường trước mắt, dù là có đôi hay vẫn độc thân. Sự hờ hững giữa các cặp đôi vợ chồng là dấu hiệu bất ổn, có thể sẽ có kẻ thứ ba xen vào, hoặc chính bạn là người mất kiểm soát cảm xúc mà say nắng trúng gió trong những mối quan hệ ngoài luồng. Riêng với những bạn còn độc thân thì phong thủy gia cát khuyên bạn nên nhìn rõ thời cơ mà bày tỏ tình cảm, chớ nhân chần chừ do dự quá lâu, đối phương sẽ thấy mơ hồ về tình cảm của bạn. Biết đâu bạn có đủ dũng khí để tỏ tình thì người ấy đã trao trái tim cho người khác. Trên đây, phong thủy gia cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tử vi ba con giáp sẽ gặp phải đại hạn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.